Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like, chia sẻ video này để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49 mét, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt, và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết, hôm qua, sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian là 1 tiếng, 16 phút và 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ, một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng với rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng chữa trị cho hơn 60.000 người mắc chủng COVID-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy toán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới Lào, Campuchia, trong đó có cả Việt Nam. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể không thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao này lại còn cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét và có nơi tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của trời đất và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ còn biết ngồi cầu nguyện, sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại. Để bây giờ bị quả báo ập đến, không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập, chứ có đến 10 ông Tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận. Và hình như ông trời cũng đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính Trung Quốc đã phát tán ra con virus Vũ Hán, đem lây lan đau thương cho toàn thế giới này. Cho nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên, đất trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ, hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới, cho nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm qua vào lúc 19 giờ 30 phút, trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính phủ của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt của mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Thế nhưng cũng chỉ sau 2 năm tính từ ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay, thành phố đã biến thành thành phố không một bóng người. Và bây giờ thì nó lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn đang không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua, truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội Bắc Kinh vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai tuyến chiến để tăng cường lực lượng quân sự, thị uy Dương Oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi của Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà để ở, không có lương thực và thuốc men, thế nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh, mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa, tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận múa võ Dương Oai. Ngoài mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to gió lớn, bão tố mịt mù, thế nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng, người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập,
vẫn chưa thấy sợ sự trừng phạt của thiên nhiên hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo, thế nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết, chắc bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào, đó là đập vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Bởi vì chỉ khi con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và khi đó, cái chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình mưa lũ, lũ lụt, sạt lở đất, sóng thần Trung Quốc vẫn tiếp tục xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hôm qua nước lũ còn đã xuyên qua tầng 3 của các nhà dân ở thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy toán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy về các miền quê khác hoặc trốn sang nước ngoài để tránh, còn người giàu thì bay sang nước ngoài. Tuy nhiên thì dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc lao đao không biết đi đâu và về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng. Nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về, làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt, được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà Hồng Thủy số 1 trên sông Trường Giang 2, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao, lên tới 53.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang xấp xỉ là 31,7 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất, nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, thì đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra, nghĩa là bây giờ 3 cửa xả của con đập này đang hoạt động hết công suất ngày đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, thì theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, thế nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra ở hầu như toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng hôm qua đưa tin. Mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin ban đầu của Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, thì Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này. Mực nước vượt mức báo động đỏ nhiều hơn hàng năm lên tới 400%. Một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ, trong đó có các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%. 293 con sông khác đang có cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm vừa qua. Nước lũ đã chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 cho đến 150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc. Một hiện tượng lạ và hiếm gặp, 1.000 năm thì mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục, và đây chính là một điểm báo rất xấu cho phía Trung Quốc vào năm 2022. Tờ báo của quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương, Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua khi qua khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xã đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây ra bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nắng nóng và ẩm ướt rất nặng nề.
lớp bão tuyết này dày khoảng 30-60cm, đặc biệt có những nơi dày lên tới 100cm. Thảo Nguyên nằm ở khu vực độ cao là 2.400m so với mực nước biển. Dù Thảo Nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè vào những năm trước, tuy nhiên thì theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên thì nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục tiếp diễn xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc. Đề phòng người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như là người dân đã quá chống chọi và kiệt sức rồi, cho nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình lũ lụt, bão tố, dông ba, động đất, sóng thần, đại họa đến từ phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Chiến hạm Mỹ-Nhật-Australia tập trận tại Biển Đông. Chiến hạm từ ba nước Mỹ, Nhật Bản và Australia tập trận trên Biển Đông nhằm phát đi thông điệp thúc đẩy tự do hàng hải và ủng hộ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở. Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp USS Mommsen DDG-92 của Mỹ đã cùng chiến hạm thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản GMSDF và Hải quân Hoàng gia Australia JAN tới Biển Đông để tham gia cuộc huấn luyện đa quốc gia đã kết thúc. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm giải quyết các ưu tiên và mối quan tâm chung về an ninh hàng hải, tăng cường khả năng tương tác và giao tiếp, đồng thời phát triển các mối quan hệ các bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy tự do hàng hải nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở. Các hoạt động được tiến hành nhằm duy trì an ninh hàng hải và sự sẵn sàng cũng như ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào trong khu vực. Chiến hạm Mommsen tự hào là một phần của sự kiện này. Hải quân Mỹ cam kết tăng cường khả năng tương tác với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực để đảm bảo an ninh bền vững và ổn định của các vùng biển trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập ba bên này tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hải quân chúng tôi và nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh và quan hệ đối tác. Ông Eric Roberts, sĩ quan chỉ huy của tàu USS Mommsen cho biết, ngoài tàu Mommsen thì cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Murasam của Nhật Bản, tàu khu trục Uranta của Australia và một chiếc máy bay P-8 của Hải quân Mỹ. Còn chương trình hôm nay thì chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, vui lòng hãy để lại trong phần comment ở phía bên dưới hoặc viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, Thùy Trâm xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.